Xin kính chào và rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều thứ tư của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình chiều nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ Y tế ban hành hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 với người nhập cảnh. Phát hiện mộ cổ quý hiếm dưới nhà thờ Đức Bà, Pháp. Công an Hà Nam bắt hơn 7.000 viên thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc. Halep vào tứ kết Indian Wells và bảo vệ ngôi số 1 Rumani. Kính thưa quý vị, hôm nay Bộ Y tế đã chính thức ban hành hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Theo văn bản mới nhất này, người nhập cảnh không phải cách ly, trẻ dưới 2 tuổi nhập cảnh không phải xét nghiệm. Đối với người nhập cảnh theo đường hàng không, đường bộ, đường thủy, đường sắt, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trừ trẻ em dưới 2 tuổi trước khi xuất cảnh trong vòng 72 giờ nếu sử dụng phương pháp RT-PCR hoặc RT-LAMP hoặc trong vòng 24 giờ nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận. Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính, phải xét nghiệm trong vòng 24 giờ đầu kể từ khi nhập cảnh. Nếu kết quả âm tính thì được phép rời khỏi nơi lưu trú. Nếu dương tính, phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương. Trẻ dưới 2 tuổi không bắt buộc xét nghiệm, chưa được tiêm vaccine hoặc chưa từng nhiễm SARS-CoV-2 đều được nhập cảnh. Người nhập cảnh phải thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh và sử dụng ứng dụng khai báo y tế PC COVID trong thời gian lưu trú tại Việt Nam. Thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Tại cửa khẩu, nếu có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2, báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu. Trong 10 ngày kể từ khi nhập cảnh, tự theo dõi sức khỏe. Nếu có các triệu chứng nghi nhiễm, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất. Theo quy định mới này, tính năng khai báo y tế cho người nhập cảnh sẽ được bổ sung vào ứng dụng PC COVID. Đây là đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông và nhận được sự thống nhất của Bộ Y tế. Đề xuất nhằm tạo thuận lợi cho người dùng khi đã sử dụng ứng dụng PC COVID trước đó, họ không cần nhập lại thông tin cá nhân, giảm thời gian khai báo thông tin. Tính đến cuối tuần qua thì trên toàn quốc đã có hơn 37,8 triệu người dùng cài đặt ứng dụng PC COVID, chiếm 39,43% dân số và 56,72% số điện thoại thông minh. Trong tình hình số ca COVID-19 chuyển nặng và tử vong đều giảm, độ phủ vaccine ngày càng cao như hiện nay, đã có trường hợp địa phương thí điểm bố trí việc làm phù hợp khi có nhân viên là F0. Các chuyên gia y tế cũng đề xuất nhiều kiến nghị liên quan đến việc thay đổi cách ứng xử với người nhiễm SARS-CoV-2. Và cho dù mức độ sẵn sàng sống chung với COVID-19 đã tương đối cao, thì vấn đề quan trọng nhất vẫn là những quy định chi tiết và thống nhất. Dù vẫn còn tâm lý e dè, nhưng ngày càng có nhiều người cho rằng họ sẽ có thể đón nhận việc COVID-19 là bệnh thông thường. Với những cái đề xuất xem đây, với cái thực trạng đây là một cái bệnh đặc hữu, một cái bệnh đặc hiệu, thì chúng ta cũng phải cần xem xét để điều chỉnh những cái quy định của pháp luật cũng như là các cái hướng dẫn của Bộ Y tế trong cái việc chăm sóc, quản lý cũng như là di chuyển làm việc của các cái F0, F1 làm sao cho nó vừa phù hợp với thực tiễn của chúng ta và phù hợp với các quy định. Các chuyên gia cho rằng có thể nới lỏng hơn nữa các quy định, tiến dần đến việc sống chung với COVID-19 như bệnh đặc hữu. Chúng ta chậm đưa cái bệnh đáng lẽ nó đặc hữu, đáng lẽ lưu hành, mà mình cứ để nó trong cái bệnh đại dịch hoài, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều tới nhiều ngành lắm. Rõ ràng là khi Omicron tới hiện nay đó, theo cái số bệnh đó, thì rất là cao, nhưng mà nguyên tắc của nó, số bệnh cao mà tỷ lệ tử vong thấp, mình có thể so sánh với cúm hay là những cái bệnh thông thường khác. Và cái độ phủ vaccine rất là tốt nữa, thì việc gì chúng ta không đưa nó thành một cái bệnh đặc hữu. Trong tình hình giá xăng dầu tăng vọt kéo theo cơn bão giá của nhiều mặt hàng thiết yếu, Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu phương án hỗ trợ doanh nghiệp để góp phần bình ổn thị trường. Qua theo dõi, giá cả hàng hóa tại các hệ thống phân phối hiện đại vẫn tương đối ổn định. Một số doanh nghiệp có nhận được đề xuất tăng giá, nhưng hiện nay vẫn chưa có nhiều sự điều chỉnh. Doanh nghiệp này sẽ không tăng giá các mặt hàng của mình cho đến hết quý 1 năm 2022 như cam kết với thành phố trong chương trình bình ổn. Chúng tôi cũng có bàn với các cái hệ thống phân phối là đi ghép tuyến đồ để cho nó đỡ cái chi phí xăng dầu. Những ngày qua, giá mặt hàng tươi sống đặc biệt là rau củ quả có xu hướng tăng ở các chợ truyền thống. Dù vậy, các mặt hàng thiết yếu và trong chương trình bình ổn tại các hệ thống phân phối hiện đại cơ bản vẫn ổn định. Với cái cam kết của doanh nghiệp trong chương trình bình ổn thị trường là giữ giá hàng hóa ổn định một tháng trước Tết và một tháng sau Tết, thì như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm từ đây cho tới cuối tháng 3 năm 2022 này là giá cả các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu trong chương trình bình ổn thị trường sẽ được giữ giá ổn định. Sở Công Thương đang phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phương hướng hỗ trợ doanh nghiệp để góp phần bình ổn phí đầu vào.
Dự kiến đến tháng 3, các doanh nghiệp có thể đề xuất việc điều chỉnh giá cả, nhưng phải dựa trên cơ sở chứng minh được chi phí đầu vào tăng. Sau đây là một số thông tin nổi bật khác trong chương trình hôm nay. Để tạo thêm sản phẩm mới hấp dẫn phục hồi du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ đưa vào khai thác tuyến du lịch đường thủy kết nối cảng sông Hàn với đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Dự kiến chuyến đầu tiên xuất phát từ bến cảng sông Hàn vào ngày 29 tháng 3, đúng dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng cũng sẽ nghiên cứu bổ sung các bến tàu và các sản phẩm du lịch trên bờ dọc tuyến sông Cẩm Lệ, Túy Loan. Từ nay, khách đổi trả vé xe lửa sẽ mất phí thay vì được miễn phí như giai đoạn 2 năm qua. Quy định đổi trả vé tàu mới sẽ được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022, trừ giai đoạn nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Lệ phí với vé cá nhân là 20.000 đồng một vé, vé tập thể là 20%. Thời gian trả vé là phải trước 24 giờ tàu chạy. Sau 15 ngày ra quân tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần 6.700 trường hợp vi phạm liên quan đến chất ma túy và nồng độ cồn, trong đó có 64 trường hợp dương tính với ma túy, phạt tiền hơn 32,5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe hơn 4.200 trường hợp, tạm giữ hơn 6.600 phương tiện. Ở phần quốc tế sẽ là UNDP cảnh báo Ukraine đối mặt với nguy cơ nghèo đói do cuộc xung đột kéo dài. Các nhà sinh học Costa Rica phát hiện 20 loài hoa lan mới. Kính thưa quý vị, hôm nay chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc UNDP cho biết 9 trên 10 người Ukraine có nguy cơ bị đẩy vào nghèo đói nếu cuộc xung đột kéo dài sang năm sau. Thành quả kinh tế trong gần 2 thập niên của Ukraine cũng sẽ bị quét sạch. Tổng giám đốc UNDP Akim Stenner cho biết UNDP đang phối hợp với chính phủ Kiev để tránh kịch bản tồi tệ nhất khi nền kinh tế sụp đổ và hy vọng hỗ trợ tài chính cho người tị nạn Ukraine. Nếu cuộc xung đột tiếp diễn, tỷ lệ nghèo đói sẽ gia tăng đáng kể. Trước chiến sự, khoảng 2% người dân Ukraine thuộc diện hộ nghèo với thu nhập khoảng 5,5 đô la Mỹ một ngày. Tuy nhiên, con số này có thể tăng mạnh đến 28%, trong khi số người có nguy cơ rơi vào nghèo đói có thể đạt 90%. Ông Stenner cho biết thêm, chiến sự không những gây ra khủng hoảng nhân đạo mà thành quả kinh tế mà Ukraine đạt được trong 18 năm qua cũng có thể bị quét sạch chỉ trong 12 đến 18 tháng. Theo một báo cáo mới đây được Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố, kinh tế Ukraine có thể sụt giảm 10% trong năm nay. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế sẽ tiếp tục xấu đi nếu chiến sự không kết thúc. Tiếp tục theo đuổi chính sách Zero Covid, truyền thông Trung Quốc hôm nay đưa tin nước này đã mở rộng các cơ sở cách ly, tăng cường xét nghiệm và phong tỏa nhiều nơi trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh. Trung Quốc ghi nhận 1.860 ca nhiễm trong cộng đồng trong ngày 15 tháng 3. Đây là ngày thứ tư liên tiếp nước này ghi nhận trên 1.000 ca, hầu hết tập trung tại các khu vực Đông Bắc. Tại thành phố Trường Xuân, thủ phủ của tỉnh Cát Lâm, nhiều người xếp hàng để xét nghiệm COVID-19, trong khi các nhân viên y tế phun xịt khử khuẩn trên đường phố. Tỉnh Cát Lâm đã xây dựng 5 bệnh viện dã chiến để cách ly và điều trị bệnh nhân. Trong khi đó, chính quyền thành phố Thâm Quyến đã thực hiện chiến dịch kêu gọi người dân sống chậm, đồng thời tạm ngưng nhiều hoạt động di chuyển, dịch vụ và đẩy mạnh xét nghiệm mỗi ngày cho người dân. Các nước ôn đới thường áp dụng giờ khác nhau theo mùa. Ví dụ như ở Mỹ, hiện chênh lệch giữa giờ mùa đông và giờ mùa hè là 1 tiếng đồng hồ. Hôm thứ Ba, 15 tháng 3, các nghị sĩ của Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu nhất trí bỏ vĩnh viễn giờ mùa đông, chỉ sử dụng giờ mùa hè. Người đề xuất dự luật này, Thượng nghị sĩ Marco Rubio, cho rằng đổi giờ là một khái niệm lỗi thời, nguồn cơn của khó chịu và nhầm lẫn. Trình bày trước Thượng viện, viện nghị sĩ bang Florida đã đưa ra mối liên hệ trực tiếp giữa việc đổi giờ với sự gia tăng nguy cơ đau tim và tai nạn xe hơi. Sheldon Whitehouse, thượng nghị sĩ bang Rhode Island, cũng cho rằng giờ mùa đông làm tối đi cuộc sống. Tuy nhiên, để có hiệu lực, dự luật này vẫn cần được thông qua tại Hạ viện, và nếu không bị Tổng thống Mỹ phủ quyết thì nó mới được ký thành luật. Hiện Tổng thống Joe Biden vẫn chưa công bố quan điểm của mình về vấn đề này. Ý tưởng chính đằng sau việc đổi giờ ban đầu là để phù hợp với giờ giấc hoạt động và giờ có nắng, để hạn chế việc sử dụng ánh sáng nhân tạo. Tuy nhiên, nhiều người phản đối cho rằng nó tạo tác động tiêu cực lên nhịp sinh học, đặc biệt là ở trẻ em. Ở bên kia Đại Tây Dương, Ủy ban châu Âu cũng từng đề xuất một luật tương tự vào năm 2018 để bỏ giờ mùa đông vào năm 2019.
Nghị viện châu Âu bỏ phiếu để hoãn lại việc này đến năm 2021, nhưng đại dịch khiến hồ sơ bị treo lơ lửng đến nay. Nhiều ngôi mộ cổ, trong đó đáng chú ý là một quan tài bằng chì, vừa được phát hiện tại công trình phục dựng nhà thờ Đức Bà Paris. Bộ Văn hóa Pháp thông tin những di tích này có thể có từ những năm 1300, tức là chỉ một thế kỷ sau khi nhà thờ được xây dựng. Các di tích được phát hiện trong một cuộc khai quật trước khi bắt tay vào tái thiết phần chóp nhà thờ Đức Bà Paris. Việc đào bới tiến hành ngay giữa kính ngang và gian giữa nhà thờ. Trong số những phát hiện có một quan tài hình người bằng chì được bảo quản đầy đủ và có thể từng là của một chức sắc cao cấp. Chiến dịch khai quật còn hé lộ dưới lớp lát nền của nhà thờ một hố chôn, trong đó có các tạo tác điêu khắc nhiều màu được xác định từng thuộc về một bức ngăn giữa tòa sản và gian giữa nhà thờ vào thế kỷ thứ 13. Một số mảnh của bức ngăn này đã được tìm thấy vào thế kỷ thứ 19 và hiện được trưng bày tại bảo tàng Louvre. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ chỉ có thời gian đến ngày 25 tháng 3 tới khi việc tái thiết nhà thờ được tiếp tục nhằm kịp thời gian mở cửa dự kiến năm 2024. Theo một chuyên gia, khám phá trên sẽ giúp nâng cao hiểu biết về các phong tục tang lễ thời Trung Cổ cũng như lịch sử của nhà thờ Đức Bà Paris. Một triển lãm nhằm tôn vinh nghệ sĩ Kawanabe Kiyosai của Nhật Bản sắp mở cửa chào đón khách tham quan tại London, Anh. Ông được nhiều nhà phê bình nhận định là họa sĩ có tầm quan trọng bậc nhất ở Nhật Bản vào cuối thế kỷ 19, cũng như là nghệ sĩ vẽ tranh biếm họa chính trị đầu tiên ở quốc gia này. Được đào tạo tại trường Kano danh giá, Kawanabe Kiyosai đã tạo ra các tác phẩm cao cấp dành cho giới quý tộc Nhật Bản, nhưng đồng thời vẽ những bức tranh thu hút những người dân bình thường. Nghệ thuật của Kiyosai mang tính cách mạng khi kết hợp hai thể loại hoàn toàn khác biệt. Trong thời Tokugawa, hai thể loại này tồn tại độc lập và không thể kết hợp với nhau. Thế nhưng ông ấy đã phá cách tạo ra nghệ thuật của giai đoạn mới. Theo giám tuyển, các tác phẩm của Kiyosai phản ánh những vấn đề của Nhật Bản lúc bấy giờ như nội chiến, dịch bệnh và bất ổn kinh tế, cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị thời đại. Triển lãm sẽ diễn ra tại phòng trưng bày Royal Academy of Arts từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 19 tháng 6. Tại Costa Rica, các nhà sinh học mới đây đã phát hiện 20 loại hoa lan mới. Các nhà nghiên cứu ước tính 1/3 giống hoa lan trồng ở Costa Rica là loại đặc hữu của quốc gia Trung Mỹ này. Bộ sưu tập hoa lan tại khu vườn bách thảo Lancaster ở Cartago đã được mở rộng nhờ vào những giống lan mới được phát hiện tại các khu bảo tồn và dự trữ sinh quyền trên khắp Costa Rica. 20 giống lan mới hầu hết có liên hệ với nhau. Điều này cho thấy Costa Rica cần phải có trách nhiệm bảo tồn các giống hoa này vì chúng là loài đặc hữu của riêng Costa Rica. Giám đốc vườn bách thảo Lancaster cho biết Costa Rica có mật độ các giống lan tính trên 1 km vuông cao nhất thế giới. Quốc gia này hiện có khoảng 1.640 loài hoa lan khác nhau, trong số đó có cả những giống hoa nhỏ hơn 1mm và được xếp vào nhóm hoa lan nhỏ nhất thế giới. Thông tin về những giống hoa lan mới được công bố trong bối cảnh Hội nghị về đa dạng sinh học đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, với sự tham dự của hơn 190 quốc gia nhằm ngăn chặn thất thoát đa dạng sinh học. Tiếp theo đây nữa sẽ là điều tra vụ sai phạm dự án lấn biển tại Bình Thuận. Va chạm giữa xe máy và xe ô tô, một người tử vong. Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra C01 Bộ Công an phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra thực địa dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, 27. Đây là một trong các dự án vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại Bình Thuận. Dự án có tổng diện tích đất gần 1.300.000 m² tại thành phố Phan Thiết do công ty Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư. Tháng 11 năm 2021, Thanh tra Chính phủ nhận được đơn của người dân Bình Thuận tố cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận giao đất cho công ty Trường Phúc Hải không qua đấu giá quyền sử dụng đất. Trước đó, tháng 2 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định giao và cho thuê đối với 26,9 hectare đất mặt nước ven biển là chưa đúng trình tự thủ tục quy định. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm liên quan đến thiếu sót trong vụ việc này, kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình triển khai dự án, làm rõ nguyên nhân chậm triển khai dự án theo tiến độ đã phê duyệt.
Hôm nay, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thùy, Phùng Phi Long cùng ngụ Tây Ninh và Lê Hoàng Sơn Anh ở thành phố Hồ Chí Minh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào đêm qua, tại khu vực thuộc khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, lực lượng công an bắt quả tang Thùy cất giấu 3 bịch ma túy. Khám xét nơi ở của Thùy, công an thu giữ thêm 1 bịch ma túy và đồng thời phát hiện 2 đối tượng Long và Sơn Anh. Qua kiểm tra nhanh, 3 đối tượng này cho kết quả dương tính với chất ma túy. Các đối tượng khai nhận Thùy và Long sống với nhau như vợ chồng và thường nhờ Sơn Anh mua ma túy. Còn Sơn Anh lấy ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh về bán lại cho Long và Thùy. Ngoài ra, cả 3 đối tượng thường cùng nhau sử dụng ma túy. Tối qua, sau khi sử dụng ma túy, Thùy mang ma túy đi bán cho các con nghiện khác. Trên đường đi giao thì bị công an bắt giữ. Hôm nay, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng mua bán thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc. Trước đó, tại khu vực khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam đã chặn giữ kiểm tra một xe ô tô khả nghi. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 7.200 viên thuốc con nhộng trên vỏ hộp và vỉ thuốc đều ghi chữ Trung Quốc, không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng là Lê Văn Duy và Phạm Thị Luyến cùng chú tại thành phố Hà Nội không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số thuốc trên. Theo chủ hàng, số thuốc này là thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 được mua trôi nổi trên mạng xã hội về bán lại kiếm lời. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật để điều tra xử lý theo quy định. Sáng nay, một vụ nổ đã xảy ra tại một tiệm cơ khí nằm trên đường Hùng Vương, phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Một thùng phi phát nổ làm một người đàn ông bị thương nặng. Theo lời kể của một số nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ nổ, nạn nhân đang cắt phía trên thùng phi. Sau tiếng nổ lớn, người đàn ông bị hất ra xa, còn dung dịch chứa trong thùng phi văng tung tóe khắp nơi. 2 xe chữa cháy cùng nhiều cảnh sát cứu hỏa được điều động đến hiện trường để phòng sự cố xảy ra cháy. Theo nhận định ban đầu, thùng phi cũ thường chứa các hóa chất, khi hàn cắt sẽ đốt cháy khí hỗn hợp bên trong và dễ gây nổ. Sáng nay tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong. Khoảng 10 giờ sáng, anh Trần Tấn Lực, sinh năm 1981, ngụ xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình, điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 53 từ lề trái sang lề phải, theo hướng từ tỉnh Trà Vinh đến tỉnh Vĩnh Long, tại đoạn thuộc ấp An Phú A, xã Long An, huyện Long Hồ. Lúc này, phương tiện trên xảy ra va chạm với xe ô tô do tài xế Lê Tấn Kiệt, sinh năm 2003, ngụ xã Quế Thiện, huyện Vũng Liêm, điều khiển lưu thông cùng chiều từ phía sau tới. Cú tông mạnh làm anh Lực ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Ghi nhận tại hiện trường, xe máy của anh Lực nằm trong lề đường, phần đầu xe ô tô bị hư hỏng nặng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Long Hồ nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sáng nay tại tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt làm một người tử vong tại chỗ. Khoảng 8 giờ 30 phút sáng, trên tuyến đường dân sinh giao cắt với đường sắt thuộc xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, đoàn tàu SE8 đang lưu thông theo hướng Bắc Nam thì tông vào một xe công nông băng qua đường dây. Tai nạn làm tài xế xe công nông tử vong, lái tàu bị thương nhẹ. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Rạng sáng nay, tàu SIR-2701 đã đưa một thuyền viên bị tai nạn nghiêm trọng khi đang lao động trên biển về đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để điều trị. Trước đó, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được tin báo một thuyền viên của tàu QNA-90457TS trong lúc đánh bắt tại khu vực quần đảo Trường Sa bị thương nghiêm trọng. Nạn nhân gãy cổ, mất máu nhiều, choáng ngất, sức khỏe rất yếu. Ngay lập tức, tàu SIR-2701 được điều động ra khơi ứng cứu. Đến 9 giờ 30 phút ngày 15 tháng 3, tàu SIR-2701 tiếp cận được tàu QNA-90457TS. Tổ y tế thực hiện các biện pháp cấp cứu nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ. Thuyền viên gặp nạn đã được đưa đến bệnh viện. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Thị Kim Phi, sinh năm 1959, trú tại khóm Bình Long 1, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo cáo trạng, khoảng tháng 9 năm 2020, Phi sử dụng tài khoản Facebook Phi Kim kết bạn với một số tài khoản là thành viên của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân cầm đầu. Phi sau đó thường xuyên tương tác và chia sẻ nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Đến cuối tháng 12 năm 2020, Phi xin gia nhập Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và tham gia họp trực tuyến bàn về hoạt động của tổ chức, hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện phương thức của hoạt động. Ngoài ra, Phi còn đăng ký tham gia chương cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng hòa.
ngày 15 tháng 7 năm 2021, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Phi để tạm giam. Khám xét nơi ở của Phi, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng liên quan. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phi 6 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây sáng mai vào lúc 6 giờ 30 phút với những tin tức cập nhật. Xin kính chào tạm biệt.